Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân đã thân mến. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe và chia sẻ lời Chúa ngày thứ năm, mùng 3 tháng 10 năm 2024 sau Chúa nhật thứ 26 mùa thường niên. Chúng ta ôn lại tin mừng của ngày thứ tư. Đức kia Sư hỏi mỗi người chúng ta có muốn đi theo Chúa không? Đức kia Sư hỏi mỗi người chúng ta có muốn đi theo Chúa không? Điều đầu tiên là muốn hay không muốn? À, nếu chúng ta muốn đi theo Chúa rồi Chúa cũng sẽ cho chúng ta biết muốn đi theo Chúa thì như thế nào. Thế thì có ba cái điều kiện để muốn đi theo Chúa. Muốn đi theo Chúa thứ nhất là bán nhà. <laughs> con trồn có hang chim trời có tổ con người không có chỗ tựa đầu. Chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau đấy. Nhiều người cho con đi Mỹ thì cũng bán nhà vậy. Nếu như đi Mỹ thì phải bán nhà thì bảo nút trời bán nhà xem ra nó cũng là quá rẻ. Không? rồi cái điều kiện thứ hai đó là cho con về chôn cất cha con trước đã việc chôn cất của bố mẹ thì đó là một cái việc đạo đức một cái việc tốt thế nhưng đi theo chúa chúng ta cũng có thể nói rằng chúa còn hơn tất cả những cái việc đạo đức chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau về cái chuyện mà xây nhà thờ xây nhà thờ là một cái việc đạo đức thế nhưng mà nếu chúa cần những cái việc khác thì chúng ta cũng sẵn sàng dừng lại À, thực sự thì chúng ta cũng luôn luôn có cái cám dỗ đó là dừng tức là thay vì đi theo Chúa thì chúng ta đi theo những việc đạo đức à, tức là coi những việc đạo đức nó là Chúa Đấy. chứ còn ví dụ giả sử như là à, 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 bình thường thì là ngày chủ nhật thì chúng ta phải đi lễ thế nhưng mà nếu như giả như ngày Chúa nhật mà có một cái tai ương xảy đến chẳng hạn một cái tai nạn cháy nhà hay lũ lụt chẳng hạn thì chúng ta có thể hy sinh thánh lễ hôm đó để mà cứu giúp ngay những con người đang gặp cái hỏa hoạn tức là Chúa thì lớn hơn tất cả những việc đạo đức. Rồi cái điều kiện thứ ba, muốn đi theo Chúa thì uh, cho con về để từ giã gia đình, Chúa nói là đi là đi luôn mà Chúa hơn tất cả mọi thứ tình cảm, cả những tình cảm gia đình. Thế thì uh, chúng ta mới nghe như vậy thì chúng ta nghĩ rằng là sao Chúa đòi hỏi như vậy, nhưng mà chúng ta phải biết rằng Thiên Chúa là một cái gì đó rất là lớn, rất là lớn. Để chúng ta, nên là chúng ta cũng phải đánh đổi giống như là Mỹ đấy. Mỹ thì là một cái đất nước văn minh. Nên là để mà cho con mình được sống ở một cái đất nước văn minh như vậy thì chúng ta phải đánh đổi thôi. À, xin Chúa cũng cho chúng ta hiểu được nước trời. Để rồi chúng ta nếu có phải hy sinh một chút gì đó để có được nước trời thì chúng ta cũng sẵn sàng. Giờ đây chúng ta lắng nghe tin mừng của ngày thứ năm mùng 3 tháng 10. Tin mừng Luca chương 10 từ câu 1 tới câu 12, bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, khi ấy Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành các nơi mà chính người sẽ đến, người bảo các ông lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặp lúa về, anh em hãy ra đi này thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói, đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường, vào bất cứ nhà nào trước tiên hãy nói bình an cho nhà này nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy bằng không thì bình an bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em hãy ở lại nhà ấy và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó vì thợ là vì làm thợ thì đáng được trả công đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ triều đại thiên chúa đã đến gần các ông nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón thì anh em ra các quảng trường mà nói, ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin rũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này, triều đại thiên chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy thành Sơ Đôm còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Đó là lời chúa. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng của ngày thứ năm Đức Giêsu sai 72 môn đệ đi truyền giáo và đặc biệt trong tháng 10 này đó là tháng truyền giáo. À, trước khi chia sẻ với cộng đoàn thì à, có một chị ở nước ngoài gọi điện thoại cho con. À, chị chia sẻ hai điều. Cái điều thứ nhất là chị nói là ngày cha ơi, sao mà con thấy cha đưa lên những cái hình ảnh bệnh nhân ung thư ở Việt Nam sao thấy tội quá sao người ta ngồi chờ rồi ở trong những cái phòng bệnh vậy đó thì mình bảo là ở việt nam thì nó vậy đấy tại vì cái số lượng người bệnh nhiều quá rồi bệnh viện cũng không có chỗ chứa rồi bác sĩ cũng 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 cứ không có đủ sức để mà làm nên là đôi khi người ta coi bệnh nhân giống như người ăn mày ăn xin vậy đó thì đấy là cái cảm nhận của con mà ông và anh chị em cũng thấy cái điều đó thì chị nói rằng là ở bên na uy đó đối với bệnh nhân đó, người ta quý trọng thì con nghĩ đây là cái cái nét văn minh rất là quý trọng bệnh nhân và cụ thể là chị ruột của cái chị này á là tức là cứ 6 tháng Hình như là một à, năm hai năm gì đó thì là xe đi uh, siêu âm x-quang á người ta cứ đến những cái khu phố rồi người ta mời gọi người dân từ 50 tuổi trở lên là được khám miễn phí như vậy thì chị ruột của cái chị này á, thì đi chụp x-quang thì phát hiện ra là có một cái có hai cái chấm uh, ở bú này Đấy, thế thì thế thì khi mà nghe như vậy là chị rất là sợ và bác sĩ người ta biết là mình lo sợ như vậy đó. Thì người ta nói rất là nhẹ nhàng chỉ bởi chị yên tâm. Đây nó mới chỉ là một cái phát hiện ra. Thì chúng tôi sẽ cố gắng sớm để lấy cái khối u đó ra. Sau khi lấy cái khối u đi sinh thiết xong rồi thì chị lại càng lo. Thế người ta lại nói rằng là chị không có phải lo gì cả. Đây nó chưa chắc nó là bệnh ung thư nhưng mà thôi thì để an toàn chúng tôi sẽ điều trị cho chị như là một người bệnh ung thư thôi chứ còn đây cũng chưa chắc tức là người ta có cái cách người ta nói không phải là bệnh ung thư sao mà điều trị như bệnh ung thư được nhưng mà tại vì đối với chị đó thì, thì chị hoảng sợ quá thì người ta lo lắng như vậy thế thì cái điều đó chỉ muốn nói rằng là ở đất nước người ta đó, đối với bệnh nhân người ta trân trọng thì con nghĩ rằng đây cũng là một cái nét văn minh của tình yêu à, đức giáo hoàng Francisco dạy tất cả chúng ta mà phải coi trọng người già phải coi trọng bệnh nhân thật sự thì chúng ta cũng phải tập chứ còn coi ừ, trọng người già coi trọng bệnh nhân đấy cũng là những cái người nhỏ bé đấy phải không bà chúa Giêsu cũng đã khẳng định đấy ở cái cái, cái thế gian này cái người nào mà càng nhỏ càng bị loại bỏ thì đấy lại là người lớn trong nước trời. Thì đó là cái ý thứ nhất. Rồi cái ý thứ hai đó thì chị nói rằng là trong cái dịp đám tang của một người thân của chị đó mất ở Việt Nam Uy đó thì chị cũng có tổ chức ba cái tối đọc kinh. Và trong giờ đọc kinh đó thì chị có mời mời một cái người bạn thân là cái người vô thần không có đạo đến tham dự cái giờ kinh đó và tham dự giờ kinh thì cái chị này chị thích lắm chị nói là trời ơi sao mà người chết rồi mà vẫn còn tiếp tục để mà tưởng nhớ rồi thậm chí là hát những cái bài hát mang lại cái 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 niềm an ủi mang lại cái niềm vui thế thì cái chị này chị mới nói với con mà cha hay sao bây giờ con 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 rất là muốn cho cái người bạn của con đi theo chúa thì con nói với chị ấy rằng là chúng ta đang sống trong tháng 10 là tháng cầu nguyện cho việc truyền giáo thì là um, giáo hội có dạy một cách đạo đức cho chúng ta rằng là chúng ta biết Chúa đó là một cái ơn mình được một cái ơn đức tin mình biết Chúa thì bây giờ mình cũng phải trả một cái ơn đó bằng cách là làm cho một người biết Chúa à, chúng ta lãnh nhận cái hồng ân đức tin chúng ta được biết Chúa à, đây là một cái ơn biết Chúa là một ơn chứ bởi vì biết Chúa nên chúng ta xin Ông bà anh chị em thử nghĩ coi Từ nhỏ đến bây giờ mình biết Chúa nên mình đón nhận Biết bao nhiêu ơn lành Nội cái chuyện chúng ta nghe lời Chúa mỗi ngày ở đây như thế này Lời Chúa Nói như Thánh Vịnh nó quý hơn vàng Chúng ta được lời Chúa dạy dỗ Chúng ta được lời Chúa dạy dỗ Không biết Chúa thì chúng ta đâu có được dạy dỗ như thế này Còn biết Chúa Thì chúng ta được lời Chúa dạy dỗ Thế thì chúng ta biết Chúa là một cái ơn à, Từ khi biết Chúa Chúng ta đón nhận được bao nhiêu ơn lành thế thì mình trả cái ơn này bằng cách là mình cũng làm cho một người biết chúa cuộc đời của chúng ta cố gắng làm đưa được một người trở lại đạo đưa được một người biết chúa con thì con đưa được tính ra con nghĩ cũng cả chục người rồi nhưng mà dĩ nhiên làm cha sở thì con cũng có tương giao nhưng mà con cũng rất là quan tâm và ủng hộ những cái việc truyền giáo như thế này thế thì con nói với chị như vậy tức là chị được biết chúa chị đã đón nhận được nhiều ơn trong đó có cái ơn đức tin thì chị hãy trả cái ơn đức tin này bằng cách là giúp cho một người được biết chúa thì con nghĩ đây là một cái cái tâm tình đạo đức và cũng rất là đẹp lòng chúa thôi để cho nước chúa bài tin mừng chúng ta lắng nghe ngày hôm nay chúa sai các môn đệ đi đến với lương dân để đưa cho người ta trở về với chúa cho người ta biết chúa để cho người ta theo đạo thì còn nói với chị như vậy thế thì chị mà nói cha nhưng mà lỡ may mà mình không đưa được ai về với chúa thì làm sao bảo ít ra trong lòng của chúng ta cũng là muốn cho cái chị này cho các anh này về với chúa luôn giống như là con với là một cái chị ở bên mỹ Đây là chị là giúp gạo cho cái gia đình cái anh điện giật ở bên campuchia trong một năm à, giúp gạo thì con cũng đã báo với bà sơn bên đấy rồi là gia đình anh điện giật này thì đã anh đã mất rồi đó thì còn vợ với tám đứa con nữa thì là có một người họ sẵn sàng ủng hộ gạo trong một năm rồi, rồi qua năm thì mình lại tính tiếp mà không chỉ là ủng hộ gạo thôi con với cái chị đấy quyết tâm là cầu nguyện có thể nói là cầu nguyện bằng được ấy, cho cái người vợ và tám người con này theo đạo thì con nghĩ rằng là con có nói với cái chị ấy rằng là cái chuyện người ta theo đạo hay không thì cũng còn là ơn chúa nữa nhưng mà ít ra là mình muốn ít ra là mình muốn mình muốn cho người lương dân biết chúa phải muốn Đấy, rồi chúng ta mới làm à, rồi chúng ta đi vào bài tin mừng ngày hôm nay để xem là chúa muốn chúng ta truyền giáo như thế nào chúa rất muốn Đấy, Chúng ta biết Chúa Chúa ban cho chúng ta nhiều ơn Thì Chúa cũng muốn con ơi Con lãnh nhận được nhiều ơn từ ta rồi Mà còn bao nhiêu người lương dân người ta không lãnh nhận kìa Con cũng con con phải quảng đại Con giúp cho người ta biết Chúa để cho họ được ơn chứ Đúng không? Đấy Phải giúp cho người ta biết Chúa để họ được ơn Rồi chúng ta lắng nghe tin mừng nghe khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Tức là Chúa Giêsu không chỉ là sai 12 tông đồ mà còn sai tất cả 72 môn đệ. Tức là ai đi theo Chúa thì Chúa cũng sai đi truyền giáo hết. Ai đi theo Chúa thì Chúa cũng sai đi truyền giáo. Rồi sai chúng ta đi chỗ này chỗ kia rồi Chúa cũng đi chứ. Đâu có phải là chúng ta đi không đâu nên là nếu chúng ta đi truyền giáo là Chúa đi theo, chúng ta đi đâu Chúa theo đó. À, nếu chúng ta đi truyền giáo là Chúa đi theo. Con thì con cũng có một chút cái 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 cảm cảm nhận này nha. Con nói với bà sơ bên bệnh viện Đông Bố bây giờ bệnh nhân ung thư Việt Nam nhiều quá, mà bây giờ tiền bạc thì cũng chẳng đủ để mà chữa, mà chữa cũng chẳng hết. Thôi thì bây giờ mình đưa Chúa đến cho người ta, đưa Chúa đến cho người ta. Mà lúc mà đau ốm bệnh tật đối diện với cái chết đó, cũng là cái lúc người ta cần một cái ơn siêu nhiên mà làm gì thế mình cũng dễ truyền giáo lắm thế thì chúng con mới quyết định làm cái nơi cầu nguyện đó và con xác tín rằng là nếu có một nơi cầu nguyện mà mình đến đó cầu nguyện thì tất cả mọi người đều được ơn hết và đặc biệt là những người lương dân Thế thì hiện nay trong phòng trọ của chúng con Thì có cái chị này chị trẻ lắm Con nghĩ chắc chỉ cỡ 30 thôi Mà chị bị ung thư gan đó, Trời ơi Chỉ trong vòng hơn một tháng Trời ơi, thôi mà một, từ một cô gái 50 Hơn 50kg mà bây giờ chắc chị chắc còn cỡ mười mấy ký nhìn thật không dám nhìn luôn nhìn không dám nhìn thế thì là cái cái anh chồng anh nói trai tại vì con lui tới riết thì người ta cũng biết trời um, có cái chỗ mà 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 cầu cầu nguyện cầu nguyện cầu lễ đấy thì cha cho con đưa vợ con vào được không bảo trời ơi cái này vợ con là cha mời đầu tiên luôn trong cái ngày làm phép phải có vợ con ở đấy để tất cả mọi người được ơn. À, thế thì, mà chúng ta thấy là Chúa rất muốn chúng ta truyền giáo bằng chứng. Chúa sai các tông đồ rồi Chúa sai tất cả các môn đệ đi rồi Chúa cũng đi, Chúa cũng đi, đi đến bất cứ nơi nào thì Chúa cũng đi. Nên là chúng ta yên tâm. Nếu mình làm cái việc truyền giáo, mình đi giúp người này người kia à, theo Chúa, này, này. Chúa sau lưng mình hết. bài lúa chín đầy đồng người bảo các ông lúa chín đầy đồng mà thờ gặt lại ít như có lần con cũng đã chia sẻ đấy ngày xưa con ở dưới cái sắn đó, đặc biệt là khi mà tới cái mùa lúa mà vào trong cái dịp mùa mưa đó, tức là đại khai lúa thì chín mà mưa thì nhiều nên là không có cắt lúa được ba con đó, cứ đi ra đi vào đi ra đi vào suốt ruột mà sao ba cứ đi ra đi vào vậy ba suốt ruột quá bây giờ lúa chín đầy đồng mà bây giờ không đưa về thì hư hết đấy chúng ta thấy không tức là cái người nông dân nó quý lúa như mạng sống vậy quý lúa như mạng sống thế thì bây giờ chúng ta cũng phải nhìn thấy anh chị em lương dân nếu mình không đưa họ về với Chúa thì họ sẽ hư mất giống như là lúa ngoài ruộng mà mưa nắng mà không có đưa về như vậy nữa mà họ hư mất thì giống như là lúa mà hư thì mình cũng chết đấy. Đấy. thì chúng ta gọi là chúng ta muốn đi truyền giáo giống như mạng sống vậy không đi chuyển giáo là chúng ta sẽ chết, Đấy. tức là muốn cỡ đó, muốn cỡ đó, muốn cỡ đó, Đấy. Nếu như là gì? chúng ta có một đứa con thì có một đứa con duy nhất, thì bây giờ nó bị bệnh, Đấy. mình giờ nói bây giờ nếu mà nó chết thì chắc mình cũng chết theo thôi, nên là mình rất muốn, rất muốn, rất muốn nó được ơn, được ơn chữa lành, rất muốn. Thế thì nếu như mình muốn đứa con của mình được ơn chữa lành rất muốn, thì chúng ta muốn một người lương dân được ơn biết chúa nó cũng nó cũng rất muốn như vậy. Còn nói với cái chị mà nói chuyện với con trước giờ chia sẻ nó thật với chị 10 người thì không biết có được một người muốn cho người không có đạo biết Chúa không? Nhiều khi chúng ta đi theo Chúa chúng ta cũng chỉ xin cho mình đấy, rồi Chúa ban ơn cho mình để mình cũng tạ ơn vậy thôi chứ còn ai lương dân thì mình, mình thấy người ta mình cũng dựng dưng vậy còn Chúa nha, thấy những người không có biết Chúa đấy, giống như một cái ông nông dân thấy lúa ngoài ruộng mà mưa không đưa về được lúa sẽ hư. Mà lúa hư thì lòng mình cũng đói cũng khát. Mình cũng chết theo lúa. Tức là, tức là cái việc truyền giáo nó giống như là cái việc sống còn. Rất là quan trọng. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặp sai thở ra gặp lúa về. Chúng ta rất muốn. Và chúng ta lại càng cầu xin. Xin xin chúa cha sai thở ra gặp lúa về. Thì đương nhiên là chúng ta cũng phải là người sẵn sàng. Chúa Giêsu sai chúng ta đấy là chúng ta cầu với Chúa là bây giờ còn nhiều người chưa biết Chúa lắm xin Chúa cho có nhiều người đi truyền giáo bà con là người sẵn sàng đấy. thì chúng ta cũng cố gắng chúng ta biết Chúa chúng ta được ơn đức tin thì chúng ta cũng trả cái ơn này bằng cách làm cho người khác biết Chúa anh em hãy đi thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói thì chúng ta thấy là truyền giáo thì nó cũng có khó khăn nhìn là chiên đi vào giữa bầy sói đương nhiên chứ còn nếu mà truyền giáo mà dễ dàng thì thì, thì thì, thì, chắc chẳng cần phải chắc cả cái thế gian này người ta thêm ta biết chúa hết truyền giáo nó có trăm bể truyền giáo cái người mà không có đạo để mà lắng nghe tin mừng lắng nghe đức tin cũng đã là có rồi cái khó nó cũng lại ở trong chính lòng mình nhiều khi cũng không biết dạy giáo lý làm sao không biết cầu nguyện nó rất khó trăm bể nhưng mà khó thì khó cái quan trọng chúng ta muốn làm là làm được <laughs> vì chúa đi theo mình Đấy. Đấy. khó nhưng mà muốn làm là làm được còn là còn thấy là như vậy Đấy. ngay cả cái việc mà đi người giúp người nghèo nhiều khi cứ nói trời sao giúp đừng có nói cái điều đó muốn giúp là giúp được muốn giúp là giúp được chứ còn bây giờ mình cứ trần trừ thì mình đâu có được thế thì là chúa sai chúng ta đi truyền giáo nha chúng ta cũng phải cầu nguyện với lệnh chúa cha bây giờ còn nhiều người rất là nhiều người chưa biết Chúa thì xin Chúa ban cho những người đi truyền giáo và con sẵn sàng con sẵn sàng đấy Chúa Giêsu cũng nói cho chúng ta biết đi truyền giáo thì giống như đi chiên đi vào giữa bầy sói chiên vào giữa bầy sói thì đương nhiên là sói nó mạnh hơn chiên rồi thế thì bây giờ làm sao đừng mang theo túi tiền bao bị giày dép cũng đừng chào hỏi ai dọc đường à, tức là chúng ta chúng ta đi truyền giáo thì đừng dựa vào tiền đừng dựa vào chào hỏi ai dọc đường đừng dựa vào thần thế đừng dựa vào à, đừng dựa vào thân thế đừng, nói chung chúng ta là con chiên đi vào giữa bầy sói chúng ta chỉ có dựa vào chúa thôi chứ chúng ta cũng không có dựa vào ông này và kia thật sự thì con kể một cái kinh nghiệm của con là khi con về tây ninh ấy, thì đấy là cái vùng đất của cao đài mà nên là thực sự truyền giáo nó cũng cực kỳ khó bởi vì người ta đi theo đạo cao đài rồi Đấy. thế rồi um, có một cái có một cái xóm đó thì là con con cũng định là để một cái trong đó có một cái gia đình có đạo nên là con ở cái phía hiên nhà cái cái, cái, cái nhà này này thì con cũng muốn để một tượng đức mẹ để nhân cơ hội con đến thăm để con cũng đọc kinh coi như là một cách nào đó trời ơi vừa để cái tượng nghe là ngày hôm trước hôm sau là người ta yêu cầu là không có được không có được tượng để trong nhà chứ không có được để ngoài người ta rất khoát người ta không mình thì mình cũng muốn như là một cái hình thức để cho người ta cũng biết à bà này là bà nào ông này là ông nào giống như chúa mẹ vậy đó thế thì cũng có một cái ông có một cái ông này ông cũng có thế giá lắm ông rất là có thế giá ở nay nay đấy thế con mới gọi điện thoại cho ông ông bảo là ông ông bảy ơi à, bây giờ con để có cái tượng đức mẹ để đọc kinh thôi mà bây giờ người ta cũng làm khó dễ lắm thế thì ông quen chỗ này chỗ khác thì ông cũng nói dùng tiếng con chỉ đọc kinh gia đình thôi chứ con có làm gì đâu thế nhưng mà cái ông này trước khi trước đó thì ông hứa mình đủ điều ông bảo à, cha cứ đi đi có gì khó khăn cha nói một tiếng là, là là tôi tôi làm được hết rồi thế ông nói thế mà lúc mà mình nhờ cái chuyện đấy cái ông im luôn đấy. nhưng mà thôi thì ông không giúp thì cũng mừng ông không giúp thì con lại cảm thấy rằng là thôi thì mình chỉ bám vào chúa thôi chứ còn chẳng cậy vào cái ông này ông kia bởi vì cậy vào ông này ông kia thì xem ra đạo của ông chứ không phải là đạo của chúa Đấy thế thì chúa dạy chúng ta là chúng ta đi truyền giáo thì rất là khó khăn chúng ta như là con chiên ở giữa bầy sói Đấy. nhưng đừng có dựa vào tiền bạc đừng có dựa vào ông này ông kia Đấy. chúng ta chỉ có dựa vào chúa thôi vào bất cứ nhà nào trước tiên hãy nói bình an cho nhà này đó, đó là một cái quyền nhé chúng ta đi truyền giáo chúng ta có sự bình an của chúa Đấy. chúng ta có sự bình an vì thế mà con nha mà con đi thăm bệnh nhân con vẫn xác tín đi thăm bệnh nhân cũng là truyền giáo à, khi con đi là có chúa ở trong con vì thế khi con chúc lành cho người ta là chúa chúc lành mặc dù con chẳng tốt lành gì nhưng mà mình đi làm việc cho chúa là chúa là chúa ủng hộ chúa ở trong mình mà. nên là chúa giêsu nói à, giữa con chiên giữa bầy sói không tiền không người thân không có cậy dựa vào ai hết Đấy. nhưng chúng ta lại có bình an <laughs> chúng ta lại có vào bất cứ nhà nào anh em hãy nói bình an cho nhà này vì thế ông bà và anh chị em nhé cố gắng chúng ta uh, cộng tác vào cái việc truyền giáo uh, rồi chúng ta cũng thăm viếng những cái người lương dân uh, rồi chúa cũng ban bình an chúa ban bình an cho họ khi chúng ta thăm viếng họ và đương nhiên là chúng cũng sẽ ban bình an nói thật với ông bà và anh chị em nhé cuộc đời này thì ơn bình an là quan trọng lắm mà khi chúng ta gặp gian nan khi mà chúng ta ốm đau bệnh tật khi chúng ta gặp khó khăn chúng ta mới thấy là bình an rất là quan trọng. Không có bình an, không có giải quyết được cái gì hết trơn. Không có bình an, không có giải quyết được cái gì cả. Mà có loạn thảo thảo lên. Đấy, nhưng mà cái tâm của chúng ta bình an. Thì trước tiên là chúng ta thấy nó yên ổn cái đó. Rồi điều gì thì chúng ta mới cầu nguyện được. Rồi điều gì Chúa soi sáng cho chúng ta mới nhận ra để mà giải quyết. Ha. Vào bất cứ nhà nào, anh em hãy nói bình an cho nhà này. Tức là chúng ta có sự bình an trong lòng. Tức là Chúa ở trong lòng. À, và chúng ta có thể trao cái bình an đó cho người khác Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an Thì bình an của anh em ở lại với người ấy à, Nếu mà người ta đón nhận thì Họ sẽ được cái bình an của Chúa Họ sẽ được cái bình an của Chúa Vì thế mà khi con đi thăm bệnh nhân Thì 10 bệnh nhân thì đủ 10 người ta đón nhận hết Dù đạo hay không đạo Mình cứ đến trong cái hoàn cảnh đó Nó cũng tương đối dễ à, Là người ta cho mình chúc lành Cho mình cầu nguyện Và con cũng xác tín là Có bình an của Chúa cho họ nếu mà họ muốn ha à. À, nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em cái câu này nó cũng 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 rất là tâm lý tức là khi chúng ta đến cái nơi nào mà người ta đón tiếp anh em thì chúa ở với họ chúa ở trong anh em thì chúa cũng ở với cái người đó nhưng mà nếu người ta không đón tiếp anh em thì anh em vẫn bình an chứ không phải mà đóa lên rồi thế này thế khác nhé nếu mà họ không đón tiếp anh em người ta chửi anh em người ta đánh anh em thì anh em cũng vẫn được bình an <laughs> chứ có nhiều người mới đi truyền giáo đi đến nơi cái bị người ta chửi cho cái về tôi thề là từ nay tôi không bao giờ tôi đi nữa <laughs> đâu mình đi đến đâu người ta tiếp đón thì nơi đó được bình an mà nơi nào người ta không tiếp đón người ta chửi rủa người ta đuổi người ta đánh người ta đuổi thì chúng ta vẫn bình an thì chúng ta vẫn bình an Đó mới là truyền giáo nhé chứ không phải là mà, mà tôi thề là không bao giờ tao bước chân vào nhà mày thì cũng không được ừ mà Bằng không thì bình an đó sẽ ở lại với anh em. Tức là nếu người ta không đón tiếp thì anh em vẫn được bình an. Hãy ở lại nhà ấy vừa người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó. Vì làm thợ thì đáng được trả công. Thật sự thì đi truyền giáo thì chúng ta ngoài chừng cũng có những trường hợp người ta không chấp nhận. Nhưng mà cũng có những trường hợp người ta đón và người ta cũng đón tiếp mình thật sự thì con thấy là là cũng cũng không đến nỗi nào người ta cũng con thấy là con đi qua Campuchia mà dâng lễ đấy thì, hoặc là đi đến làng nào thì người ta cũng tiếp đón mình đàng hoàng cũng không đến nỗi mà người ta đánh đuổi như là cái thời các tông đồ đâu cũng không đến nỗi thì đây thì chúa nói là đi đi chuyển giáo thì cũng có nơi người tiếp đón cũng có nơi người ta không nhưng mà dù người ta tiếp đón hay người ta xua đuổi thì anh em vẫn được bình an nhé rồi cái nơi nào họ tiếp đón thì anh em cứ đón nhận những cái tình cảm của họ ăn uống những thứ người ta dùng ha đấy vì làm thợ thì đáng được trả công chúng ta đi truyền giáo thì chắc chắn là chúa cũng hiểu cái con người yếu đuối khó khăn để chúa cũng ban ơn này ơn kia ngay từ bây giờ và bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những thứ người ta dọn cho anh em hãy chữa những người đau yếu trong thành thật sự thì chúng ta chỉ cần thăm viếng thôi đã là chữa rồi đấy nên là con nói với lại thật sự thì hiện nay thì các sơ thì vẫn đi đi, đi về về ở bệnh viện ung Bú. thì con có nói với lại sơ về trên là cố gắng cho hai sơ ấy càng sớm càng tốt qua ở bởi vì bệnh nhân họ rất cần sự hiện diện của quý cha quý thầy quý sơ rất cần đấy chúng ta chữa lành cho bệnh nhân bằng cách chúng ta hiện diện thôi đã là chữa lành hiện diện đã là chữa lành rồi nhé bởi vì khi chúng ta hiện diện là chúng ta mang bình an mà người ta thấy bình an là người ta hết bệnh nhé cái bình an nó coi như là một cái liều thuốc để mà cho người ta hết bệnh tức là làm sao à, một người bị ung thư mà có bình an thì cái bệnh ung thư nó trở nên rất là nhỏ nhưng mà nếu người bệnh ung thư mà không có sự bình an thì cái bệnh ung thư nó rất lớn kinh khủng làm cho người ta sợ hãi vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ triều đại thiên chúa đã đến gần các ông tức là chúng ta đi thăm viếng người ta là có Chúa cùng đi với chúng ta và có Chúa là chữa lành cứ đi thăm bệnh nhân là được chữa lành rồi chúng ta có thể mới nói Chúa nói là triều đại Thiên Chúa tức là một cách nào đó thì chúng ta cũng nói rằng Chúa ở trong tôi và hôm nay Chúa cũng ở trong anh chị xin Chúa chữa lành và ban bình an cho anh chị nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón thì anh em ra các quảng trường mà nói, ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin rũ trả lại các ông. Tức là những cái thành nào họ không có không có đón tiếp thì thôi thì ngay cả cái bụi ở nơi đó cũng không dính vào. Tức là nó là, ví dụ như là chúng ta đi đến một cái nơi mà người ta chửi rủa người ta đánh đập chúng ta đi. Thì khi ra khỏi đó là hết. Chứ chúng ta cũng không mang những câu chửi rủa của người ta theo. Chúng ta cũng không mang những cái đánh đập của người ta theo nhưng mà thường ngày là chúng ta chúng ta cũng cũng khó lắm ai đó chửi chúng ta cái cái câu chửi nó là trong lòng chúng ta hoài kỳ cục vậy đấy ai đó mà 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 khinh chúng ta cái tự động là cái cái, cái ánh mắt cái kiểu đó là cứ ghim vào trong lòng chúng ta nên là chúa nói là nơi nào không đón tiếp anh em nơi nào chửi rủa anh em nơi nào đánh đập anh em thì ra ra khỏi cái thành đó thì dù một cái bụi cũng không dính trong lòng anh em tức là ra là hết thì con nghĩ cái này thì chúng ta cũng phải xin ơn chúa Nha, để rồi chúng ta cái tâm hồn của chúng ta thơi thới đi thăm mọi người nơi nào đón tiếp thì chúng ta ở lại chào chúc bình an còn nơi nào mà họ không đón tiếp hay là thậm chí họ xua đuổi đánh đập thì chúng ta cũng cảm ơn mà chúng ta ra khỏi thì thì thôi chứ mình cũng không có mang những cái câu chửi hay là những cái gì những cái xúc phạm gì của họ trong lòng mình rồi xong rồi là bực bội rồi than thở thế này thế khác nhé ngay cả bụi trong thành cũng không dính vào chân chúng tôi tuy nhiên các ông phải biết điều này triều đại thiên chúa đã đến gặp tức là dù người ta không đón tiếp thì thôi người ta có làm gì người ta có ám hại người ta có gì thì ra khỏi thành thì coi như là chúng ta cũng bỏ qua được hết nhé nhưng mà tất cả chúng ta luôn luôn xác tín là chúa đang ở đây chúa đang ở đây à, cái thành đó người ta chửi rủa mình người ta đánh mình cái ông đó cái ông kia người ta xua đuổi mình thôi thì mình ra đi là là xong à, không có không có vướng bận gì cả nhưng chúng ta luôn xác tín Ch triều đại thiên chúa đang ở giữa chúng ta Đấy. Chúa đang ở đây, Chúa biết hết. Chúa biết hết, Chúa đang ở đây. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy, thành Sodom còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Tức là Chúa nói rằng, những cái nơi nào đón tiếp anh em thì chắc chắn là ân sủng đầy tràn, đầy tràn. Còn những nơi nào mà không đón tiếp anh em hay là xua đuổi anh em thì thôi anh em cũng không có nặng lòng về cái điều đó. À, anh em hãy biết rằng Chúa đang ở giữa anh em và Chúa biết tất cả. Thế thì bài tin mừng của ngày thứ năm À, chúng ta đã thấy rõ cái ý của Chúa Giêsu là muốn tất cả chúng ta đi đến với những người lương dân và đưa họ về với Chúa giống như là nếu như là một cái ông người nông dân á, lúa ngoài ruộng mưa gió mà không đưa về rất là suốt ruột thì Chúa thấy những người chưa biết Chúa Chúa cũng rất là rất là suốt ruột muốn đưa về kẻo hư mất thì Chúa cũng muốn chúng ta như vậy thế thì có bài tin mừng này thì thứ nhất á, thì chúng ta phải cầu nguyện lệnh Chúa xin cho con yêu mến những người lương dân và muốn cho họ về với Chúa. Mình phải xin Chúa cho mình có cái ước muốn này. Chứ còn không có cái ước muốn này thì chúng ta cũng chẳng làm đâu. Lạy Chúa xin cho con ước muốn những người lương dân xung quanh con được biết Chúa ước muốn, ước muốn, ước muốn. muốn. À, rồi khi chúng ta muốn là muốn rồi. Bắt đầu chúng ta sẽ có cách. Muốn là có cách. Còn không muốn thì có lý do. <laughs> muốn là cái khi mà chúng ta muốn cho ông A và B ông C trở lại đạo thì chúng ta sẽ có cách, có thể chúng ta thăm viếng, à, có thể là chúng ta chia sẻ hoặc là bây giờ giả sử như là à, ví dụ như con đi thì giờ con thì con cũng rất muốn cho người Campuchia nhiều người biết Chúa. À, thì khi con muốn như vậy thì con làm việc với các sơ rồi thôi thì Chúa nói là mình đi đến đâu mình cũng phải chữa lành. Người ta đói thì mình cũng tìm cái cho người ta ăn. Phải không? người ta đau bệnh thì mình cũng phải tìm thuốc cho người ta, để khi mình muốn thì qua các sơ thì là cũng là giúp đỡ cho người ta như vậy. Thế thì trước tiên là chúng ta phải cầu nguyện lệnh Chúa xin cho con muốn những người lương dân xung quanh chúng con được biết Chúa, hay là những người lương dân nơi này đi kia được biết Chúa. Và cái thứ hai khi chúng ta đã muốn rồi thì chúng ta sẽ có cách, à, cách này cách khác. À, chúng ta không đi được thì chúng ta cũng cộng tác với quý cha quý thầy quý sơ trong công việc truyền giáo và nhân cơ hội này thì con cũng thông báo đến cộng đoàn là việc hàng tháng là chúng ta vẫn có một phần cho những người nghèo liên quan tới vấn đề là cơm gạo mì vân vân nhưng mà một năm thì cũng có một lần quyên góp cho việc truyền giáo nó còn liên quan tới nhiều việc khác nữa ví dụ như là làm nhà nguyện ví dụ như là giúp đỡ ơn gọi đấy Thế thì nếu có thể được trong tháng 10 này thì chúng ta thêm một tí thêm một tí cho quỹ truyền giáo à, đó là nội dung tin mừng của ngày thứ năm nhá. cũng là trong tháng 10 thángân côi khi Đức mẹ à, xin cho chúng ta cũng ước muốn à, những người lương dân được biết chúa và cái ước muốn đó cũng được thể hiện qua những cái công việc cụ thể của chúng ta à, hoặc là qua việc cộng tác vào quỹ truyền giáo để ngày càng có thêm nhiều người được biết chúa con xin hết lòng cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn xin chúc chúc lành cho tất cả chúng ta amen